đâu. Có. Hay cấm ở đâu? Và tất nhiên là chi phí sẽ làm sao? Tăng cao. Tăng lên. Đúng rồi. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không em? Hay như này đủ rồi. Đủ chưa nhỉ? Đủ rồi á? Chứ bây giờ các bạn bảo các bạn lấy tiền của bạn trả phí như thế này nhưng mà bạn không nói là trả bằng gì. Có được không? Chỉ quá. Đúng rồi, đúng rồi. Thế nên là chúng ta dùng tài khoản gì nhỉ? Thì các bạn nhìn, nếu mà nhìn hình thức thì cái dịch vụ này về định khoản nó giống như dịch vụ trả nợ. Nhưng chú ý cái bản chất nó giống khác. À, nên các bạn phải thể hiện thật rõ cái bản chất này ở phần diễn giải. Nhỉ? À, chúng ta tự diễn giải đi. Chứng từ đây chính là gì ạ?